Vâng, bây giờ thì lúc khá là quan trọng. Hai bạn muốn giữ y quan điểm ban đầu hay là muốn thay đổi? Mời bạn Thông trước. Em vẫn giữ nguyên cái ấn tượng của em dành cho Mỹ Hương. Cô gái năng động, welcome to xứ Huế nha em. Ba con nghe Toại. Đối với bạn số 1 á, em có một chút xíu gì đó gọi là xao xuyến. Có thể là em xin thay đổi. Xin thay đổi, giữ lại số 1, mời đèn của số 1. Tôi mời hai bạn lên đó quay mặt về đây. Chúng ta sẽ được xem hình ảnh thầy của ba bạn. Mời ba màn hình. Số 1 sao ạ? Số 2 ạ? Rồi số 4 nè. Như nhau. Nói gì nữa, mời tắt ba màn hình. Hai đứa về đây. Mời gặp gỡ bạn số 2. Xin mời. Chuyện yêu đương suy cho cùng cũng giống như mây trên bầu trời anh ha. Ai giữ nổi người muốn đi, cũng như việc chẳng ai đủ sức níu kéo người đã hết thương. Vì yêu đương tựa đám mây trôi, nên anh đi rồi, khoảng trống trong mắt em bỗng chốc trở nên vừa vặn để chờ đón một vút dáng khác. Có điều chưa phải là hôm nay thôi. Nay ban biên tập kiếm đâu ra các cô nào cũng xinh. Xin lỗi em. Quá dạ, xinh. Dạ có gì nữa. Cái bạn số 1 á, đối đáp với chị Hương với lại anh Vinh á, chạm tới trái tim của anh vậy đó. Cho nên là Anh bị rung động có chút xíu là sao xuyến, cho nên là nghiêng về bạn số 1. Có thể là do việc Hương với Trương Tử Vinh làm mai thì thích mấy bạn đẹp thì hay khen thôi. Nhưng mà ở đây không phải là đẹp không nữa, còn phải là cái sự rung động của nhau. Khi em bước ra hai bạn đều trầm trồ hết rồi. Ôi xinh quá ha. Vậy thì còn bao nhiêu khán giả trên truyền hình nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Ok. Và bây giờ đến vòng thứ 3, bí mật của chàng. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá điện thoại của hai chàng trai rồi nhé. Xin mời. Thông trước nha, mình sẽ khám phá thử cái anh chàng này, anh lưu hình ảnh ở Huế đẹp cỡ nào. Rồi kéo qua nè. Dạ. Nữa nè. Dạ hiệp đó chị. Cái xanh xanh tròn tròn đó là có vần vần vần, nó là cái gì vậy Vinh? Dạ cái này là cả dung điểm kiểm tra các chuyến bay. Dạ, là công việc của em à? Dạ, kiểm tra chuyến bay. Dạ. Mình cũng biết thêm được nhiều cái app của làm việc ha. Dạ. Mỗi lần chị không biết, mỗi một nghề tới đây lại thấy một cái app khác. Cho anh xem hình đi. Dạ, đó là hình em về thăm mộ ba. Dạ, ba em mất như vậy là đã 8 năm rồi. Nhà anh đông anh em không em? Dạ, em chỉ có một cô em gái thôi ạ. Đấy là cái công việc của em. Là cái bàn này đang vào trong khu chợ Đông Ba, là khu chợ nổi tiếng nhất ở Huế, để giới thiệu với các cái sản phẩm, các cái khoa học ở bên em. Cái này là vào năm 2016, lúc em vừa mới bắt đầu công việc dạy tiếng Anh. Lúc đó thì em dạy ở nhà một cái lớp nhỏ lẻ như vậy thôi. Thực ra là cái việc em thành lập công ty của em thì cũng rất là tình cờ thôi. Bản thân em không phải là sinh viên ở chuyên ngành tiếng Anh, nhưng mà em đã học tiếng Anh từ nhỏ, từ năm 4 tuổi, từ những cái bài vở lòng đầu tiên của mẹ dạy. Đến vào năm 2009 thì tình cờ gia đình em gặp một cái biến cố. Bố em thì bệnh, và 2 năm sau thì bố em mất luôn. Và em thì phải bỏ học đại học bởi vì là không có tiền học phí. Thì lúc đó em làm đủ nghề để sinh sống, từ phục vụ bàn, từ giữ xe. Rồi tình cơ có một hôm em được nhận vào làm cho một tập đoàn quốc tế. Chứ mình có tiếng Anh, nhưng tiếng Anh của mình không phải là tiếng Anh chuyên ngành. Nhưng mà em lúc đó em cũng liều quá, em nghĩ là thôi bây giờ mình đâu có gì để mất đâu. Thì mình đăng ký vào làm đại vậy. Và không ngờ là sống sót qua được 2 tháng. Và sau đó đến năm 2015 thì cũng tình cơ qua mạng xã hội, em thấy được có một cái bàn đó đăng bài lên là muốn đi học tiếng Anh để đi phỏng vấn du học Mỹ. Ok, mình nghĩ mình cũng đang thật mà mình sẽ làm. Sau đó mình nghĩ là ô nếu như mình làm được một với một người thì mình sẽ làm được với nhiều người. Vậy là em thử đăng bài, cũng lên đăng bài trên mạng vậy. Ở mình là tên này tên kia, ở đây mình có nhận lớp dạy này nọ, dạy nhỏ lẻ nha, như vậy trong khoảng cỡ 2 năm đến năm 2017 thì em cũng quyết định thành lập một công ty, một trung tâm ban người của riêng mình. Cho đến nay thì bọn em đã có 2 cơ sở ở Huế và 1 cơ sở ở Vũng Tàu đang chuẩn bị mở. Trời giỏi vậy, nói gì nữa, qua điện thoại cứu Toại coi có gì chồng. Ai vậy em? Dạ em ngầu quá. Ngầu quá không nhìn ra dạ. Ha, cho vô coi hình ảnh gia đình đồ gì đi. Phương biết nấu đồ ăn không bé Phương? Dạ em có rất là hay nấu ăn chị. Có
cua xào me biết làm không? Dạ biết. Bánh canh cua biết không? Dạ biết. Rồi về Cà Mau làm dâu. Cà Mau là xứ cua mà phải đúng mùa dưới. Này là hôm trước á, là ở công ty có tổ chức cái buổi mà đi thiện nguyện, là đến những cái trung tâm bảo trợ trẻ em nghèo hoặc là người khuyết tật vậy đó. Thấy thích đích là thấy chịu. Không có luôn. Mới thấy. Đâu mà hoài cái cũng đâu. Đâu. Một gian kia. Cái này là em hôm trước là tình cờ em gặp ai? Chi Vu. À gặp Chi Vu. Thích quá xin chụp tấm hình thôi, chứ gì hết. À chứ phải bằng cái cũ. Dạ. Của ta mắc gì tôi nạt ta dữ vậy trời. Thì cái hỏi của ai liền. Bảo vệ cho Phương chứ. Này là ở công ty đang đi làm. Em lên đây đi làm có gì khó khăn? Em đi học năm thứ hai, em ở chung với ở với anh Hai. Anh Hai là nuôi toàn bộ là ăn uống rồi chuyện học phí rồi này nọ luôn. Anh Hai lo hết. Anh Hai lo hết. Nhà em mấy anh em? Dạ nhà em ba anh em. Ba đâu? Ba với mẹ là ở như là trong ruộng á. Trong ruộng. Còn em với mấy anh thì ra ngoài ở chợ. Ngoài chợ. Giống như là anh Hai bị trắng tay luôn, cho nên là em quyết định là em, anh Hai, cả anh ba, cả mẹ luôn, chỉ ba ở nhà thôi, là mỗi người đi một nơi, nói chung là làm chia tất ra. Cả chia ra, tất cả công việc luôn, để có thể là trả hết cái số nợ đó. Thì chung là bây giờ là cũng ổn định rồi, bây giờ thì cuộc sống nó thoải mái hơn. Hai bạn gái đã nghe những cái gì chia sẻ của hai bạn trai trên đây, quyền quyết định là của hai bạn có gọi cho hai bạn nam hay không. Nhưng mà trước khi đó, để cho hai bạn gái khám phá thử cái điện thoại của hai bạn nam, trong lúc hai bạn nữ đang khám phá cái điện thoại, chúng ta giải lao trong vòng ít phút. Hai cô gái cũng đã xem xong điện thoại của hai bạn nam. Chúng ta cùng tiến lên trên để chờ xem hai cô này có gọi không ha. Không biết là bạn Thông bên cạnh tôi đang cảm thấy như thế nào? Chắc chắn là rất là hồi hộp và còn một chút chi đỏ, hy vọng rằng là hôm nay mình sẽ không đâm về một mình. Mời bạn đưa điện thoại ra phía trước. Mời. Chị Hương nói là mình hát một bài mà nguyên cả phim trường ai cũng muốn đưa cô ấy về cả, nhưng mà người duy nhất được đưa cô ấy về sẽ là em. Rồi bắt máy nghe luôn. Nghe, nói gì đi. Alo, chào anh. Em nghe nè. Anh hy vọng rằng là cuộc điện thoại này sẽ là bắt đầu của một cái gì đó nó tốt đẹp và lãng mạn về sau cho cả hai đứa nha. Dạ, sao em đừng nghĩ. Quay lại. Ngờ chưa, bé xinh ơi là xinh. Nhìn nhau, quay với nhau đi. Cỡ rồi. Thật ra anh tin rằng là cái lý do để anh ra Hà Nội chính là em thôi. Mới đi Hà Nội ha, gần gũi. Giờ ở đây tội rung, tay lạnh, quýu, bóp nát cái điện thoại. Nói câu gì đi tội. Phương ơi, nói chung là hy vọng là cái điện thoại sẽ đổ chuông, tại vì cái cuộc gọi này nó rất là quan trọng. Nếu như mà cái màn hình mà cuộc gọi này nó lên á, thì có thể là trong năm nay anh với em sẽ về ra mắt mẹ của anh. Xúc động quá trời. Má ơi má, má dưới Cà Mau ơi, má chờ nha. Bây giờ quyết định là của bé Phương, rung quá. Bây giờ chúng ta đếm nha. 10 Đối với bạn số 1 á, em có một chút xíu gì đó gọi là sao xuyến, em tin thay đổi. Anh bị rung động. Bị rung động, có chút xíu là sao xuyến, cho nên là nghi về bạn số 1. Alo anh. Dạ anh nghe, mày nói gì đi. Dạ anh rung, mới không biết nói gì luôn Phương. Trời ơi, rung quá, quay lại đi. Xinh chứ. Em có anh... có thích vùng quê sông nước không? Em cũng rất là thích vùng quê sông nước. Bản thân á, lúc nãy em nghe anh chia sẻ dòng nhạc anh thích là bolero, dân ca trữ tình, thì thật sự dòng nhạc đó cũng là dòng nhạc em thích. Vậy là mình có điểm chung. Đúng rồi ạ. Xin nắm tay. Giờ nữa không, giờ mình rung, anh rung quá, cho nên giờ mình nắm tay cái cho nó sưởi ấm. Tôi yêu cầu
cầu các bạn nếu mà tiến xa hơn đám cưới, làm ơn gửi clip về chương trình tần số chúng tôi giùm nha. Mỗi lần mà kết được cho một cặp nào là tự nhiên tôi thấy anh Vinh mặt anh buồn hẳn đi. Bao nhiêu người nắm tay nhau mà anh cũng chưa ai nắm. Các bạn cứ đăng ký về chương trình tần số của chúng tôi, để nếu mà không kết được hai cặp này tôi cũng kết được cho Trương Thế Vinh. Và đây là một trái tim kỷ niệm đánh dấu ngày các bạn gặp nhau. Tôi hy vọng là ở đây sẽ có hai tình yêu nảy nở theo thời gian nhé. Ai có tin vui thì nhớ nhắn vào cho chương trình. Chúc mừng. Dễ thương quá. Tần số tình yêu phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn lại tuần sau. Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về, bao ước mơ một đời thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu. Đẹp quá trời, hát cho bé. Nhưng mà em hát em sợ làm vỡ cái không khí mạnh. Không, em cứ hát đi, nó đã vỡ rồi.